Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và đây là phần 52 của chuỗi series Read Books With Me. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh của tác giả Dumin Sama. Và bắt đầu thôi. Thank you.
Cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời bạn là nền tảng cho những chiến thắng của bạn. Mỗi người chúng ta hôm nay thật sự có thể tạo nên sự khác biệt trong mọi tổ chức trên khắp thế giới nếu chúng ta chấp nhận tiếng gọi, đánh thức người lãnh đạo nội tâm bên trong mình và rồi làm cho mọi thứ chúng ta chạm đến trở nên tốt đẹp hơn ban đầu. Xã hội đang trở thành một nơi hỗn độn, người ta xem trọng giá trị vật chất hơn các mối quan hệ. Chúng ta dường như quan tâm đến việc thỏa mãn cái tôi của mình hơn là theo đuổi những lý tưởng. Quá nhiều người đổ lỗi cho môi trường xung quanh vì đã phản kháng với sự siêu việt chúng ta cần thể hiện trong cuộc sống, thay vì phản kháng với nỗi sợ hãi bên trong mình và những niềm tin yếu đuối. Và buồn thay, ngày càng có nhiều người muốn được nổi tiếng hơn là muốn sống đạo đức, can đảm và sống tốt. Mọi người sinh ra là những thiên tài, những lời dối trá mà họ tự nhủ với bản thân về những gì họ không thể làm và không thể thay đổi, đơn giản không phải là sự thật. Và mình chúc bạn thành công trên đường hình thành các bạn đọc sách mỗi ngày.